Chào mừng tất cả các bạn đến với channel YouTube tô màu cho những bức tranh này của mình. Mình chuẩn bị sẵn một bức tranh về một sticker nổi tiếng trên mạng xã hội là khuôn mặt vui vẻ này đó. Và hãy cùng theo dõi video này để xem quá trình của mình tô màu và trang trí thêm cho bức tranh này nhé. Hãy cùng theo dõi với mình. Khuôn mặt này sẽ được mình tô màu chủ đạo là cái bút chì màu hồng này của mình. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu đen để tô màu cho cái sừng của một con. Vì khuôn mặt này rất là to nên là mình sẽ hơi tô hơi lâu một chút. Và mình màu vàng tô màu cho cái màu tóc. Tiếp theo là màu kem tô màu cho làn da. Chỉ làm được khuôn mặt vui vẻ nên là mình sẽ tô màu thật là sáng cho bức tranh này nhé. Cái logo này thì nó logo của gì ta? Mercedes. Phần miệng của khuôn mặt này thì mình sẽ thêm một ít màu vàng nữa nhé.
và bức tranh về sticker nổi tiếng trên những trang mạng xã hội về khuôn mặt cười này đã được mình tô màu xong rồi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để có thể theo dõi những video tiếp theo trên YouTube này của mình.